Chizzy Phương Trinh nhắc tình cũ bằng Kiều, chia tay không nói lời cay đắng. Ca sĩ Chizzy công khai bạn trai vào tháng 10 năm 2019. Thời điểm đó, nữ ca sĩ xin phép chồng cũ bằng Kiều cho người đàn ông mới phụ mình chăm sóc các con. Cô cũng chia sẻ thêm về bạn trai mới, anh toàn chọn những khuyết điểm của em để mà yêu. Trong showbiz, việc khó tránh chuyện người yêu cũ thường xuyên chạm mặt nhau, Mỹ Linh và Bằng Kiều là một trong số đó. Mới đây, trong hậu trường của chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Mỹ Linh hiếm hoi nhắc về chuyện tình với Bằng Kiều. Điều bất ngờ hơn cả là cô còn tiết lộ lý do chia tay nam ca sĩ. Cụ thể, trong lúc giao lưu với MC, Mỹ Linh được hỏi về việc từng song ca với người yêu cũ, Bằng Kiều, đặc biệt người đệm đàn cho cả hai hát chính là nhạc sĩ Anh Quân, chồng Mỹ Linh. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi nhắc về kỷ niệm này, tôi rất là mừng vì bạn trai cũ vẫn hát rất hay, có thể một số nốt cao không còn rền vang được như xưa nhưng cảm xúc vẫn rất đong đầy. Thêm nữa, bạn trai cũ vẫn vô cùng duyên dáng, nói chuyện rất vui và tiêu táo. Mỹ Linh cho hay chuyện với Bằng Kiều là tình cảm thơ ngây tuổi học trò, rất đẹp nhưng không đậm sâu. Từng nói về màn kết hợp biểu diễn cùng chồng và người yêu cũ, Mỹ Linh kể, chuyện của tôi và anh Bằng Kiều là tình cảm thơ ngây tuổi học trò, rất đẹp nhưng cũng không đậm sâu như những gắn bó sau này được. Tôi tin từ phía anh ấy cũng cảm nhận như vậy. Tuy nhiên mọi người cứ nhắc nhiều nên tôi tin là khán giả cũng nhớ những năm tháng cũ của họ qua những bài hát bọn mình hát chung. Anh Quân thì không để ý nhiều chuyện này đâu, cũng như mình chẳng để ý trước mình anh ấy quen ai, thương ai. Bọn mình là những người bạn cũ cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên có nhiều ký ức chung, kết hợp hát về Hà Nội nhất định khán giả sẽ thích đấy. Nói thêm về tình cũ, Mỹ Linh nhận xét dù thời gian đã qua nhưng Bằng Kiều vẫn không thay đổi dù cuộc đời nam ca sĩ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố. Với Mỹ Linh, Bằng Kiều vẫn thế, không hề thay đổi. Tôi nghĩ cuộc đời anh trải qua nhiều điều cũng gọi là vất vả và stress đó nhưng rất hay là anh không thay đổi, nữ ca sĩ chia sẻ thêm.